giờ con đã tới tiệm hoa. Hôm nay mẹ với ba đi Boston rồi, thì mẹ nhờ con đi ra chỗ của sơ lấy hoa tảo mộ cho ông ngoại. Cho nên bây giờ con đã tới chỗ hoa của sơ. Ta-da! Đây là chỗ hoa của sơ. Đã lấy rồi. Quay lại lần nữa. 7148844053. Số này mới số đúng. 7148843053. Con đã lấy hoa xong rồi. Bây giờ con sẽ đi ra mộ ông ngoại để cắm hoa mới cho ông ngoại. Let's go. Con mới tới mộ của ông ngoại. Con che cái xe lại rồi. Bây giờ con chuẩn bị đi cắm bông. Ông ngoại nè, để con cắm bông. Rồi con cắm bông xong con sẽ quay tiếp. Con đã thay nước mới xong rồi. Con bỏ bó bông của sơ vô cho ông ngoại. Ông ngoại. Nắng quá. Con mới đọc kinh cho ông ngoại xong. Bây giờ con đi về nha ông ngoại. Nắng quá ông ngoại ơi. Bye bye ông ngoại. Bye bye ông ngoại. Bữa nào con ra nữa. Bye ông ngoại. Ba với mẹ đi Boston rồi ông ngoại. Ông ngoại phù hộ cho ba mẹ đi thượng lộ bình an, suôn sẻ quay về nha ông ngoại. Phù hộ cho bà ngoại mạnh khỏe đi đất thánh nha ông ngoại. Bye bye ông ngoại. Đi lấy hoa cho ông ngoại ở chỗ của Sơn. Tình tê 7148 8 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
tới cho ông ngoại nè. Hình ông ngoại con ở đây nè. Con đem hoa ra. Ta ta. Ta ta. Ý hôm nay cái tên nó có cái hộp, nó có nguyên cái hộp màu xanh luôn. Con thấy hoa cho ông ngoại đây nè. Mẹ với bà ngoại đang ở bên đất thánh cho nên là con đi thay bông cho ông ngoại nè. Ông ngoại phù hộ cho mẹ với bà ngoại một chuyến đi hành hương bình an nha ông ngoại. Ông ngoại đi theo nha. Ông ngoại đi theo phù hộ cho bà ngoại với mẹ nha ông ngoại nha. Tuần sau con lại tới thay bông cho ông ngoại nữa nha. Thương ông ngoại. Chào các cô, các chú, các bác. Hôm nay là ngày 14 tháng 10. Con mới cắm bông mới cho ông ngoại. Mà hồi nãy con chưa có chào. Tại vì hồi nãy lúc mà con đi lấy bông là con chở ba đi lấy đồ luôn, cho nên con không có quay được. Thì bây giờ con sẽ gửi lời chào muộn màng sau khi con cảm ơn cho ông ngoại. Mẹ với bà ngoại đang đi đất thánh cho nên là mẹ nhờ con đi cắm hoa cho ông ngoại, tại vì mẹ không có cắm được.
cho nên là con đi cắm bông cho ông ngoại. Hôm nay chắc là tuần sau con cũng đi nữa, thì lúc đó con sẽ cũng làm một cái, quay một cái video nho nhỏ để cho mọi người thấy con đi cắm bông cho ông ngoại. Thì con cũng không biết nói gì hơn. Mong mọi người vẫn luôn luôn cầu nguyện cho ông ngoại con, với lại cầu nguyện cho mẹ con với bà ngoại là đi đất thánh bình an, quay về đi đến nơi về đến chốn. Con cảm ơn tất cả các cô, các chú, các bác đã ủng hộ cho mẹ con. Con cảm ơn mọi người. Ta-da! Đẹp quá. Hôm nay là thứ năm ngày 20, còn 3 ngày nữa là 4 chứ, 4 ngày nữa là mẹ về rồi. Lẹ quá. Mấy tuần nay là con làm nhiệm vụ cho mẹ, con đi lấy bông đem ra ông ngoại. Đây là chỗ của sơ, điện thoại của sơ 7148843053. Đây là hoa ngày hôm nay. Ta ta. Bây giờ mình đi ra mộ. Trời ơi, con đi vô tới mộ rồi mà hôm nay chặn đường, không có cho đi qua cái khúc bên chỗ ngoại. Mà con kiếm đường khác vô mà con đi làm sao, con đi một vòng cái con đi ra đường lại luôn, thì con đang đi vô lại mà không biết là con kiếm được đường không nữa. Sao nó đóng vậy ta, biết sao nó đóng. Thôi để con gán con đi vô thử coi nó có, con có kiếm được đường không. Con sẽ thông báo với các cô, các chú, các bác. Người ta kêu là phải đậu xe ở ngoài rồi đi bộ vô, cho nên con đậu xe đi bộ vô. Nắng quá. Giờ con đang đi bộ qua chỗ của ông ngoại. Hơi xa. Cũng xa lắm. Đi xéo qua thì không xa. Hôm nay là hoa hướng dương, rất là đẹp. Có đi qua cái cầu được không ta? Đi được không ta? Sao nó đóng đường vậy ta? Sắp tới rồi, sắp tới. Hành trình đi đến mộ ông ngoại. Ta ra. Sắp tới rồi. Ông ngoại kia ra. Có Halloween rồi, để con đi thay bông cho ông ngoại. Cái này nóng không ngoại ơi? 4 ngày nữa là mẹ với bà ngoại về rồi nha ông ngoại. Rồi bà ngoại ra thăm ông ngoại nha. Giờ con phải về, con điền cái tờ với mắt hành đó ông ngoại. Cho nên là con về sớm chút nha. Nên nó đóng đường con phải chạy tuốt, con đứng ngoài kia lận.
ngoại lên nóng quá. Con về nha ông ngoại. Bye bye ông ngoại. I love you. Bây giờ con sẽ đi ngược lại xe. Biết đậu ra được không nữa. Chắc được đó. Không biết nữa. 4 ngày nữa là mẹ về. Hôm nay là thứ 5. Thứ 2 là mẹ về. Nghe ba nói là 12 giờ đêm mới đáp. Cho nên là không có biết là 12 giờ đêm mới đáp. Không có biết là mấy giờ mới về tới đây để con đi đón. Ba cũng đòi đi đón nữa. Không biết ba dậy nổi không. Để coi sao. Ba nói là để ba ráng. Ba ráng ba dậy. Thì con mới kêu ok. Gán được thì gán thôi. Không biết có gán được không. Thôi. Cảm ơn cô chú đã xem video này. Không biết nó có dài không nữa. Không biết nó dài nhiêu nữa. Nhưng mà là 3 ngày trong 2 tuần hơn mẹ đi Đức Thánh thì con ở đây. Con làm nhiệm vụ cho mẹ. Chói lắm quá. Mong các cô, các chú, các bé. Con có gì sai sót thì bỏ qua cho con. Bây giờ con đi về gặp má Khanh đây. Chào tạm biệt mọi người. Bye bye. Con đã về nhà gặp má Khanh nè. Anh lâu mà tắm Cam Thơ đâu mất rồi. Trời lâu quá không gặp má Khanh. Ê đừng nói gì chứ con. Từ ngày má, từ ngày mẹ đi là má thay thế với mẹ mà. Nói vậy mẹ hết hồn. Anh trúng hoài đó. Má Khanh trúng hoài luôn mà con ngủ không à. Đúng rồi chính xác tại con ngủ đó. Thành ra bây giờ sẽ không có mẹ, chỉ có ba cha con. Nhưng mà rất là vui vì không có mẹ Thơ ở nhà quậy. Sướng luôn. Ăn chè nè, cho Quang ăn chè mỗi ngày 3 ly. Ăn bô ba mỗi ngày 4 ly. Thơ... cà phê nữa. Ờ, cà phê nữa. Cà phê. Mỗi ngày 5 ly. Lẹ đi về đi, trước khi là gia đình sẽ bị tăng đường. 4 ngày nữa. Ờ, 4 ngày nữa. Rồi bữa nay là Cát đi ra mộ của ông ngoại đúng không? Mà bữa nay là Cát nói là rất là may mắn là tại vì ba Quang không đi theo bé Cát là tại biết không là sẽ bị... đi bộ hả Quang hả? Đóng đường. Đi bộ hay sao? Ừ, đi bộ hay sao? Hồi đầu ba con rủ ba đi chung. Tính đi nhưng mà tại vì Khanh nói gì Khanh xuống nên vậy là nó chờ ba ở nhà. Hên á, thấy không? Quá hên. Quá hên luôn. Còn không đi bộ còn không thì bút quá thì ba ngồi trong xe, ba đợi Cát. Đúng rồi, hơi xa. Ừ, hơi xa hả? Bữa nay đóng cửa xa lắm hả con? Xa lắm. Thôi, ba người mình đợi mẹ về. 4 ngày nữa mẹ về. Ừ. Nha. Đúng rồi, 4 ngày nữa mẹ về dẫn mẹ đi ăn bánh xèo nha. Đúng. Chắc chắn là mẹ rất là thèm đồ ăn Việt Nam. Bye bye. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Cam Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Cam Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.